Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của Phương Ngọt. Thì tiếp tục về series Vua Đầu Bếp. Thì có rất nhiều bạn yêu cầu với anh em tôi là thực hiện Vua Đầu Bếp với tất cả các món với lạc xưởng các bạn nhá. Thì ngày hôm nay là vẫn là trận chiến giữa già với trẻ thôi. Tôi với cùng đội còn hai thằng trẻ này. Thì là chúng ta sẽ phải thiết kế 3 món với lạc xưởng. Đó, thì trọng tài ngày hôm nay vẫn là em Phòng nhá. Các bạn ơi, như vậy là ban tổ chức đã cấp cho chúng tôi đủ thực phẩm liên quan đến lạp xưởng để chúng tôi chế biến nhá. Thì hai anh em chúng tôi sẽ làm 3 món như sau. Món đầu tiên sẽ là món lạp xưởng sốt đậu với cà chua. Món thứ hai sẽ là món lạp xưởng hấp trứng. Món thứ ba sẽ là món lạp xưởng xào khoai tây nhá các bạn nhá. Thì không nói nhiều nữa, Hưng ơi, em có điều gì muốn nói gửi gắm đến đội bên kia không? Các bạn ơi, lại nói về những cái quá khứ bất hảo của anh Hiếu các bạn ơi. Thì 3 năm trước các bạn ơi, sau cái vụ mà bị hơn 100 người ngộ độc thực phẩm ấy, thì cũng đã chạy vào cái trại tị nạn. Thì trong đấy thì anh Hiếu thế nào được vào cái chân lấu ăn sáng các bạn ạ. Thì lúc đấy là toàn đấu những cái xúc xích, rồi lạc xưởng, rồi là bánh đúc, bánh dày, mọi thứ các bạn ơi. Hôm nay tôi tự tin với những cái quá khứ bất hảo của anh Hiếu các bạn ơi. Nhưng mà người lấu hôm nay vẫn là em Hưng nha các bạn nhé. Ok anh Giai. Ok. Thế đồ đạc ban tổ chức đã sắp đủ để chúng tôi chế tạo 3 món nhá. Bác Ngoạt ơi, mình làm sẽ làm 3 món gì? Các bạn ơi, trên bàn đây thì có rất nhiều loại thực phẩm. Thì là chủ đạo là món xúc xích, lạc xưởng. Lạp xưởng sốt đậu cà chua đi. Một món. Lạp xưởng xào với cả cần tây, tỏi tây. Lạp xưởng hấp trứng hay rán trứng? Áp trứng. Áp trứng là rán trứng. Ừ đấy, rán trứng ấy. Ok. Điều quan trọng nhất là vệ sinh thực phẩm các bạn ơi. Phải rửa ráy thực phẩm trước khi nấu ăn các bạn nhé. Rửa cà chua này. Rửa cà chua này. Tôi chỉ rửa cà chua, rửa ít rau. Rửa xà lách. Bên này rửa ít khoai tây thôi. Chúng tôi chỉ rửa ít thôi. Không phải rửa nhiều. Hôm nay cái món ăn khách nhất của chúng tôi tự tin vẫn là cái món trứng hấp. Trứng hấp lạc xưởng các bạn ơi. Món đấy là anh em tôi tự tin các bạn ơi. Anh em mình thực ra thì cái món đấy anh em cấp cho thừa mà sinh viên làm suốt nhỉ. Thời làm cấp cho thừa các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành gọt khoai tây nhé các bạn nhé. Thì gọt khoai tây cũng đơn giản thôi, nhanh các bạn này. Cắt dày thế em ơi. Cắt mỏng như thấy anh em ấy. Thôi em ơi, quan trọng là lấy mình đủ bày ra đĩa để cho trọng tài chấm điểm và mọi người xem hình thức nó đẹp. Rồi, đấy. Các bạn hôm nay chúng tôi vẫn tự tin giành chiến thắng các bạn nhé. Các bạn ơi, thì nhiệm vụ anh em tôi thì trước khi tất cả nấu món ăn thì phải làm vệ sinh sạch sẽ cho mấy cái món rau củ quả các bạn nhé. Đấy, yếu tố quan trọng nhất là phải sạch. Tí chẳng may mà làm mà không sạch sẽ mà tí đấy mà vẫn có con sâu thì đã bị trừ mấy điểm rồi. Đấy, thứ hai là rau củ quả mình mua ở chợ ấy, thì người ta sẽ sử dụng cái thuốc bảo quản là một, hai cũng có thể là thuốc trừ sâu, mình phải rửa sạch sẽ qua thì ăn nó mới đảm bảo được các bạn nhé. Đó, hy vọng là đội tôi hôm nay sẽ chiến thắng thôi. Đây các bạn ơi, thì nói chung là cái món lạp xưởng mà làm được nhiều món thì được gọi là mới gọi là đẳng cấp các bạn. Chứ còn anh em tôi thì nói chung là ngày xưa đầu bếp thì nhiều nơi nó gọi là tuyển về các bạn ơi, không thèm đi làm. Nhưng mà chúng tôi không thèm đi làm, các bạn, chúng tôi đam mê với nghề YouTube này các bạn ơi. Các bạn ơi, món đầu tiên anh em chúng tôi sẽ làm là món lạp xưởng sốt đậu với cà chua nhá. Thì là bếp anh em chúng tôi cũng đang chờ đợi bếp nóng, và trong tranh thủ lúc đợi bếp nóng thì tôi bây giờ sẽ thái đậu nhá. Đậu thì chúng tôi sẽ sắt nằm thành 6 nhá các bạn nhá. 12 chứ hả? 6 thôi, không cần phải ấy đâu. To lên ăn cho trọng tài cho nó phồng mồm luôn. Đấy, bây giờ chúng tôi sẽ thả đậu vào này. Rồi các bạn ơi, bây giờ sẽ rán đậu các bạn ơi. Các bạn, rán đậu này thì nói chung là cái cơ bản của lầu bếp các bạn ơi. Ra thì cái này là cơ bản cho những anh em sinh viên rồi là đàn ông rồi. Cái rán đậu này đơn giản nhất rồi. Trong lúc Hưng rán đậu thì tôi sẽ thái cà chua nhé các bạn nhé. Rồi. Thái cà chua tôi sẽ để sẵn ra cái đĩa này, thì tí nữa Hưng thái đậu xong thì tôi sẽ thả vào thôi. Món đầu tiên anh em của tôi làm sẽ là món xúc lạp xưởng sốt đậu cà chua các bạn nhá. Đó. Thì tôi sẽ thái đậu theo kiểu này các bạn này. Đó, nhìn thì nó sẽ đẹp hơn, kiểu thái hình con chì. Đó, tiếp tục là xúc xích nhá. Sau khi mà thái đậu xong thì chúng tôi là sẽ thái xúc xích lạp xưởng toàn nhầm các bạn này. Đó, miếng như này thì ăn nó mới ngon này. Nó to, nó đẹp. Nó dài các bạn ơi, nhìn nó giống nó dài đấy, độ dài của nó gần như là chim người à? Chim người rồi các bạn này. Đó. Coi này. Chưa lóng. Được. Chưa lóng này, nó ấy hết bây giờ. Nó sát à? Cái chá này không phải chá chống dính bác hiểu không? Sao rồi? Đầu tư cái chá chống dính đi. Rồi các bạn ơi, xem mà thừa cô được thử sờ tay vào xem nóng chưa? Được, tốt. Chưa lóng. Rồi các bạn ơi. Sau khi mà đã mỡ ra gọi là
sang tuổi tứ tuần rồi thì chúng tôi sẽ thả này vào nhé bạn nhé. Thì các bạn ạ, tôi thì không phải là nói xấu thằng Hiếu với thằng Hưng đâu các bạn ơi. Mà tôi kể về cái vụ của thằng Hiếu. Bạn Hiếu thì ngày xưa cũng là thi làm nấu ăn, nhưng mà trong lúc đang thi thì hất chảo thế nào mỡ bắn vào mắt của giám khảo, thế là ông đấy đang từ một mắt bây giờ toàn dùng một mắt, thế là từ đấy là Hiếu bị đuổi luôn, trình độ không có rồi hất chảo. Tôi không hiểu cái thằng Hiếu nó nghĩ kiểu gì. Sau khi đậu đã rán vàng ươm rồi, tôi đã nhìn màu rất là đẹp các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ vớt cho ra đĩa các bạn ơi. Sau khi tôi vớt ra đĩa thì tôi sẽ cho cà chua vào xào qua. Rán đấy trước em, rán xúc xích trước, rán nạp xưởng à? Ừ, rán nạp xưởng trước xong mới rán mới cho cà chua. Rồi bật bếp lên luôn nhá. Để tôi sẽ thả luôn từ cho vợi mỡ đi ngấy á, cái này ít mỡ thế thôi. Rồi tôi sẽ thả nạp xưởng này. Nói chung là nạp xưởng này ấy vừa thôi, tí sốt cà chua nó chín mà đừng chảy quá. Nạp xưởng này nó cũng nhanh chín các bạn ơi. Rồi cứ cho lửa to lên cho anh cho cháy khét mù lên. Rồi cho các bạn xem cho đẳng cấp, lửa bốc lên cho đẳng cấp. Người ta hai đầu bếp là người ta lửa bốc lên này, chúng ta khấy này các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, lại nhớ về những cái vụ mà Hiếu làm đảo chảo các bạn ơi, lửa bay các bạn ơi. Có một thời kỳ mà làm ở bên Nga các bạn ơi, cháy thế nào cả một cái tòa nhà, thấy thực sự là nuôi may anh còn chạy kịp. Chứ không bây giờ hiện tại anh đang xương nhức dừ hết rồi. Tôi còn lúc đấy là tôi phải trốn đường biển này, trốn về miền Nam không bị truy nã đấy. Ê, tẩu lắm các bạn ạ, Hiếu từ giờ này các bạn không nhìn thấy tôi làm vlog nữa rồi, làm YouTube nữa rồi các bạn ạ. Rồi thì các bạn hãy đợi tôi trong một nồi lát nữa để tôi rán chín nạp xưởng thì tôi sẽ chế biến thành món luôn nhé các bạn nhá. Đậu sốt thì chúng tôi đã rán xong rồi nhá các bạn nhá. Thì đậu sốt nó chỉ rán qua thế này thôi, nếu mà mình rán nó chín quá là ăn sẽ nó bị khô các bạn ạ. Ăn thế này nó mới ngọt lại. Đừng đổ đấy. Đấy các bạn ơi, sau khi mà đậu mà đã sốt xong, sau khi mà đậu mà đã rán xong, tôi tiếp tục rán lạp xưởng. Cái này không phải rán, cái này chỉ xào để cho nó chín thôi. Đúng rồi. Rán là sai lầm. Xào qua đi. Đấy các bạn ơi. Và cho vào cái mớ nó nóng là nó săn hết lại luôn. Đúng rồi. Cái này cũng chỉ hơi qua. Nếu mà săn quá thì tí tất cả các món nó đều khô các bạn. Không thể nào ngon được. Thì nói chung là ngày hôm nay là tất cả đều nấu với lạp xưởng các bạn nhá. Lạp xưởng thì tôi nghĩ là chắc là một số bạn biết ít món, chủ yếu là đa số là cái món truyền thống là xúc xích thì các bạn rán bình thường là ăn thôi, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ chế ra nhiều món các bạn nhá. Sau khi mà chúng tôi đã rán lạp xưởng xong, các bạn ơi, quắt rồi, quắt như bé trai 3 tuổi rồi, thì bây giờ tôi sẽ cho lạp xưởng ra các bạn nhé. Rồi để chúng tôi sẽ xào qua, xào chúng tôi sẽ sốt cà chua các bạn ơi. Giờ tôi cho cà xô và sốt các bạn ơi. Rồi xong chưa em ơi, để anh thả vào này cho hết nhá, hay là lửa cho một lửa thôi, một lửa nó già nhá, một lửa già đi không nhiều quá. Rồi tôi cho rồi, các bạn cà chua này, muốn các bạn ơi, để muốn cà chua nó nhanh dừ các bạn ơi, tôi sẽ rắc tí muối vào các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Đó các bạn ơi, mày cho vừa cho vừa thôi, mày quan tay mày vừa vứt cả đống vào thì không ai nhịn được cười. Muốn cà chua nó nhanh dừ thì cứ cho muối vào, cho cái này cho nữa nêm vào là nhanh dừ nhất có thể các bạn ơi. Mà tôi cho một tí hạt nêm nhá, thế thôi nhỉ. Thôi nhá các bạn nhá, thế thôi, tí nữa mặn hay vừa chúng tôi sẽ thử sau nhá các bạn nhá. Đấy, nói chung là món này thì cũng đơn giản thôi các bạn ơi, thì nó cũng chả gọi là những món xa xỉ gì, ở đồng quê nông dân chúng tôi thôi. Sốt cà chua, rán đậu, rán lạp xưởng lên. Lạc xưởng chúng tôi đã đảo qua nó săn hết lại rồi là các bạn ơi. Các bạn đừng cho nó săn cá nhá, săn quá là nó sẽ săn sẵn sẵn, nó miếng nó nhỏ xíu lại các bạn. Thì đúng tôi rồi. Sẽ đổ ra đây. Giờ chúng tôi sẽ sốt cà chua nhá. Đâu? À cả ơi. Đây là cà chua. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ tạo nước sốt bằng cà chua này, cũng đơn giản thôi. Cho một ít bột lên mà muối. Hôm nay chúng tôi thấy nhất quyết là chỉ nấu nhạt thôi các bạn nhá, không nên nấu mặn. Lần nào nấu cũng mặn rồi, giám khảo nó nói nhiều quá. Tôi cần thêm cho ít cái ớt cho nó cay không? Có, cắt đi. Ok các bạn nhá, tôi sẽ cho thêm một ít ớt vào. Đấy, xào này lên một tí là nó sẽ được thôi. Rồi các bạn ơi, sau khi tôi sốt cà chua xong, gia vị chúng tôi cho hết vào rồi, chúng tôi nếm ok rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ cho lạp xưởng và đậu rán vào nhá các bạn nhá. Đấy các bạn này, tôi cho hòa quyện với nhau để bây giờ chúng tôi sẽ sốt các bạn nhá. Đảo đều lên. Trời đấy các bạn ơi. Sủi một cái nào ok các bạn ơi. Hôm nay ban giám khảo cung cấp cho hành tươi các bạn ơi. Nếu mà hành tươi mà chúng tôi mà cắt thêm tí vào đây nữa thì đúng mình phải gọi là tuyệt vời luôn. Đấy. Tranh thủ Hưng sốt thì tôi sẽ để co cái ra đĩa này, để tí đổ ra đĩa này nhé các bạn nhé. Rồi.
Nói chung đề coi thì nó cũng đơn giản thôi. Xà lách xà chuông xếp vào là xong, không có gì cả. Đấy. Rồi, quá đơn giản. Ok các bạn ơi. Xong chưa em ơi? Xong rồi. Nhanh hả? Giờ nó cho đĩa các bạn này trưng bày nhá. Là đã xong thì món đầu tiên của anh em chúng tôi sẽ là món nạp xưởng đậu sốt cà chua. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy có ok, màu mã đẹp không các bạn? Wow, quá okay. Là tuyệt vời luôn. Đấy, Hưng xếp còn gọn gàng lên tí rồi. Là xong. Rồi, được chưa? Món đầu tiên của anh em chúng tôi đã xong nhá các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, cà chua đã sánh sạch này các bạn ơi. Giờ tôi sẽ đổ lạc xưởng và đậu vào nhá các bạn nhá. Đấy, mình thử xem có vừa không cô này. Sợ mình tôi độc sợ là bị mặn không. Đó. Mình sẽ phải ấy một tí là sủi để cho nó ngấm ấy các bạn ạ. Các bạn này, tí tôi làm xong món này là tôi sẽ giấu đi nhá các bạn nhá. Không để đội kia nó bắt chết được chiến thuật các bạn này. Đấy, chúng tôi sẽ thả cái này vào thì nó sẽ đẹp hơn các bạn này. Hai thằng kia rốt thì như tôi thấy là nó không cho cái gì sao ấy. Đó, được chưa? Vừa đẹp thôi. Đó thì trong khi côn ăn vụng thì tôi sẽ đề co các bạn nhá. Đề co cái bát này. Rồi. Hết rồi. Rồi, các bạn ơi. Quá là cấp. Xong rồi các bạn ơi. Trong khi chờ đợi côn làm thì tôi vẫn để co các bạn ơi. Vẫn phải để co thì nó mới đẹp được các bạn ơi. Không để co thì nó màu sắc nó không được xanh. Đấy, có rau này khi ông nào mà thích ăn rau thì chúng ta có thể ăn thêm rau thì nó mới ngon được. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Đó. Giờ thêm một ít cái rau bên này nữa cho nó cân đẹp hẳn đi nha các bạn nhé. Này đội hiếu thì làm sao bằng được. Rồi các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, đổ đây nha các bạn nhé. Rồi các bạn ơi. Ui ôi. Đẹp rồi. Rồi quá. Ba xúc xích mới đậu nó đều nhau đi. Đừng để rồi. Xúc xích à, đừng. Tôi bây giờ tôi sẽ chỉnh lại cho nó đẹp đi các bạn nhé. Đẹp lắm ạ. Ui. Trời nào. Sao thế. Đậu cho nó về đây đi. Đây nhấc cái này sang đây. Đó. Rồi. Khá đẹp đấy các bạn ơi. Như vậy là đội tôi đã xong một món rồi các bạn nhá. Món thứ hai tiếp theo của anh em chúng tôi sẽ là món lạp xưởng xào với khoai tây. Và chúng tôi sẽ tạo thêm cái độ màu đẹp thì chúng tôi sẽ tí nữa sẽ cho thêm cà chua. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành là cắt nạp xưởng này. Thì nạp xưởng thì chúng tôi sẽ cho vào dán qua đi. Sau khi mỡ đã già như mấy các cụ 90 rồi thì giờ tôi sẽ cho lạc xưởng vào để dán qua các bạn ơi. Dán qua thôi. Đấy, tranh thủ mà Hưng dán lạc xưởng thì tôi sẽ thái khoai tây nhá các bạn nhá. Khoai tây thì tôi sẽ thái con chì các bạn. Đẳng cấp luôn các bạn ơi, đều như vắt chanh. Rồi ok các bạn ơi, như vậy là tôi cũng đã thái khoai tây xong nhá các bạn nhá. Rồi các bạn ơi, thì món tiếp theo là chúng tôi sẽ trứng chiên nhá. Trứng chiên xúc xích thôi, chúng tôi cho lên chảo to này, chảo đẳng cấp đi. Không, thôi đi, mình vẫn phải chảo nhỏ để khi mình cho nó vuông nó tròn luôn. Cho nó vừa lại thôi á. Ừ. Ok. Đấy các bạn ơi, trứng chiên thì là tôi sẽ bắt đầu đánh trứng nhá các bạn nhá. Đó. Chúng tôi sẽ dùng hai quả, căn bản là chảo nó cũng khá là nhỏ. Hai quả là nhiều rồi, mình chi rồi. Đấy, vẫn chỉ cho ít bột canh thôi. Nên nhớ thế. Các bạn mọi tập thì chúng tôi ở biển quen rồi. Vẫn nhiều ấy. Đó. Đó. Đánh lên cô này. Thì là chúng tôi sau khi mà chảo đã già lửa thì chúng tôi vẫn dán qua xúc xích các bạn nhá. Chỉ dán qua xúc xích thôi. Bạn ơi, sau khi lạp xưởng đã đạt tiêu chuẩn màu rồi nhé các bạn ơi. Màu xinh rồi thì bây giờ tôi sẽ cho ra các bạn ơi. Đó. Sau khi Hưng gấp lạp xưởng xong thì tôi sẽ thả khoai tây vào nhá. Rồi. Thì Hưng ngày xưa cũng đi làm lạp xưởng nhưng mà kiểu ăn cắp ăn vụng nhiều quá các bạn. Thế là bị giám đốc đuổi các bạn ơi. Tôi nghĩ cũng tội cho Hưng các bạn ạ. Cái loại tham ăn tục uống thế này thì em ơi. Ê. Tôi sẽ thả khoai tây vào nhá các bạn nhá. Rồi. Đấy. Nhiều mỡ quá không em? Không. Này thôi thì nó mới nhanh chín được. Rồi các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ cho thêm một tí gọi là gia vị, gia mắm vào nhá. Ồ, cho tí sa tế vào đi. Cho tí sa tế cái cay tạo độ cay đi các bạn. Đúng, phải lợi dụng sa tế các bạn ơi. Đấy. Đấy. Màu mẽ nó màu mẽ nó phải đẹp. Nó phải ra gì đúng không các bạn? Thế nhưng mấy đội kia biết cái gì đâu.
có con mắt nhìn màu xem màu nào là màu đẹp hay màu nào là màu không đẹp đâu. Đây. Thì bác Ngọt làm cái đấy thì tôi sẽ trang trí nhé các bạn nhé. Đờ co quá. Tốt. Rồi các bạn này. Trái nó phải thành hình bông hoa mèo vượn. Các bạn này, nó thật là hai thằng trẻ kia bao nhiêu tập đầu bếp rồi mà tôi thấy chưa tập nào bọn nó thắng sao ấy. Cảm giác đôi khi thấy bọn nó tội tội. Trận hôm trước hòa là do trọng tài chấm lộn điểm không thắng mình hơn 0,5 điểm. Đúng trọng rồi. Tài chấm lộn điểm là thành hoa. Đấy, cũng khá là đẹp rồi các bạn này. Thấy chưa? Như bông hoa luôn này. Đấy, các bạn này đẹp chưa? Ok nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi. Một lát nữa thì trứng nó sẽ chín thì tôi sẽ úp lại. Cho tâm, cho một cái vào tâm. Ừ, cho một cái cắt vào nhỏ đi. Con. Đó, khá là đẹp nhá. Không phải úp đâu, ăn luôn. Cứ thế đổ ra ăn luôn. Rồi. Thái hình tròn nào. Thái hình tròn á. Tròn cho nó tròn ủng lên. Đó. Chém thành hình tròn vào. Cả này. Đẹp đấy các bạn ạ. Nhìn này đã món chủ đạo đã biết là xúc xích rồi. Lạp xưởng. À lạp xưởng. Tôi toàn nhầm ấy nhỉ. Tôi sợ tôi thấy nó đang có mùi khét rồi không biết ở dưới nó có cháy không. Ok ok đấy. Rồi chín rồi. Cho ra đĩa đi. Ok. Rồi từ từ trứng vẫn chưa chín lắm ạ. Chín. Vẫn phải để một tí các bạn nhá. Nó không lật lên là sợ đó. Sao nó khét. Thôi từ từ xem. Rồi các bạn ơi. Ngon nhìn luôn. Nhìn có vẻ cũng khá là đẹp đấy các bạn ơi. Quá đẹp chứ không phải đẹp thật. Mình có phải lật không nhỉ? Không phải lật, chốc trọng tài ăn cắt ra miếng kiểu như pizza này này. Khả năng tôi phải lật lên phát. Không phải lật. Hả? Cho đĩa tròn, con cho đĩa tròn. Đĩa tròn nó nhỏ lắm, nó nhỏ quá. Cứ cho ở đây là vừa. Đĩa này nó nhỏ, nó bè ra. Ok, thì rồi, đúng bài rồi. Cho đây nhá các bạn nhá. Rồi, từ từ. Đây các bạn này. Cái này nhìn này, tôi thể hiện kỹ thuật này. Cần phụ không? Quá đẳng cấp bạn ơi. Không phải đẳng cấp mà là quá đẳng cấp. Rồi các bạn ơi. Như vậy là món thứ hai của đội tôi đã xong. Đó. Từ từ phải để co lại tí cho rau nó dịch ra đây đó. Rồi. Ok. Đấy các bạn ơi. Bây giờ trọng tài ăn cái là cắt như pizza này. Vừa có trứng vừa có lạc xưởng này. Ui giời thật. Không phải tự khen nhưng mà để cho cái này lên không cái này nó hơi trúng. Ok nhé các bạn nhá. Ôi các bạn ơi, sau khi quay tây chúng tôi cho thêm một tí cà chua nó vào để cho màu nhá. Đã xong rồi. Chúng tôi cảm thấy nó đã chín rồi. Bây giờ tôi đã cho lạc xưởng vào để xào qua các bạn ơi. Đấy. Tranh thủ mà Hưng xào lạp sườn đã đợi chín tôi sẽ để co nhé các bạn nhé. Và là cái điều quan trọng nhất của cái món để tạo nên hương vị đẹp mắt là phải quan trọng nhất là cái đề co này các bạn. Hành vào đi. Được chưa? Cho hành vào đi. Và bước cuối cùng là chúng tôi sẽ thả hành vào này các bạn này. Đấy. Đấy là xong nhé các bạn nhé. Đợi hành chín này anh em chúng tôi là ra đĩa đâu. Thôi. Đấy đợi thằng ban giám khảo hai đớp vào cho nó chấm điểm. Ban giám khảo thì các bạn biết rồi. Các bạn biết tại sao mồm méo không? Tôi thật nên tôi kể một cái chuyện. Đi đến nhà hàng xóm ấy. Thế là nhìn thấy cái nạp sữa nó lại ngon quá các bạn ạ. Thế là vào ăn vụng các bạn ơi. Thế là nhìn thấy gặp cái con chó nó nhìn thấy. Thế là nó vào nó ngoạn nó phát bên mồm nên là lại thành mồm méo các bạn. Tôi nghĩ tội cho ban giám khảo quá các bạn ạ. Thì các bạn nào làm thẩm mỹ viện thì các bạn hãy liên hệ với anh em chúng tôi để anh em chúng tôi bảo phòng đi ấy nhá. Rồi, đi làm đổ ra nhá. Rồi ok, tôi đã đẩy qua xong nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, đổ ra này. Bây giờ tôi đã đổ ra nhé. Mày đổ cho đẹp đẽ vào. Đẳng cấp luôn các bạn này. Không phải đơn giản đâu mà. Đấy các bạn này. Món này là món chúng tôi. Nói chung là món này vẫn không phải món chủ đạo chúng tôi các bạn này. Món chủ đạo chúng tôi vẫn là món trứng cơ. Của chúng tôi có công thức riêng các bạn ơi. Rồi. Các bạn ơi, như vậy là món thứ hai của anh em chúng tôi là lạp xưởng xào với khoai tây là anh em chúng tôi đã xong nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tiếp theo là anh em chúng tôi sẽ đến món thứ ba là món lạp xưởng hấp trứng nhá các bạn nhá. Thì đội tôi bắt đầu sang chế biến món thứ ba nhá các bạn nhá. Món thứ ba là lạp xưởng xào hành tây với tỏi tây các bạn ạ. Thì lạp xưởng chúng tôi thái rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ xào qua. Xào cho lạc xưởng nó được trước không là chúng tôi sẽ xào rau chúng tôi lại đổ lấn vào nhá các bạn nhá.
Thì bây giờ tôi phải đi lấy một tí gia vị nha. Đấy, thì nói chung là cái món này cũng rất đơn giản thôi. Thì là cũng nhiều người ta cũng làm các bạn, nhiều đầu bếp thì cũng làm rồi. Đó, cũng khá là ngon đấy các bạn ơi. Nhưng cái này thì tí nữa chúng tôi sẽ xào trước để cho nó. Cái này phải chẻ đôi ra, chẻ đôi nó chín trước rồi đấy. Cộng chẻ đôi. Còn hai thằng kia thì thật sự là hôm nay tôi nghĩ là nó lại thua được các bạn ơi. Các bạn độ chẻ kém kém quá, nấu ăn chẻ hơi đuối các bạn. Nó chẻ thì thường thường nó chỉ bố mẹ chúng nó nấu rồi chúng nó ăn thôi các bạn. Chúng nó thì có bao giờ nấu ăn đâu mà đời thi đầu bếp các bạn ơi. Quá sai lầm rồi các bạn. Đó, chỉ hơi hơi thế thôi cô này. Được. Nó vừa cho ấy này, vừa cho đồ để nó ngấm. Ô các bạn ơi, món tiếp theo của chúng tôi sẽ là món trứng hấp lạp xưởng các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ đập trứng ra nhé các bạn ơi. Tôi cho thêm gia vị vào, tôi quấy đều lên. Đấy. Rồi. Em cho muối mì chính vào. Ưng lượng vừa vừa thôi, không mặn quá cả thì cái này chưa thử được đâu. Tôi đã cho một tí hạt nêm. Này các bạn ơi, trên tủ ấy tôi sẽ thái cái này và sẽ cho thêm vào ấy để cho tạo màu sắc cho món trứng ấy luôn nhé các bạn nhé. Đấy, cũng chuẩn bài luôn các bạn này. Này và bây giờ tranh thủ ấy tôi sẽ thái xúc xích này. Xúc xích thì sau khi tôi sẽ khả năng là chỉ cần hấp trứng lên một tí cái là chúng tôi sẽ đẩy xúc xích vào luôn thôi. Rồi. Các bạn ạ, tại vì xúc xích nó cũng nhanh chín thôi nó. Cái món hấp này thì tôi sẽ thái mỏng, thái nhỏ hơn một xíu nữa này. Bây giờ tôi sẽ đánh trứng nhé các bạn ơi. Rồi. Quá đẳng sơ cấp luôn các bạn ạ. Chứ đơn giản ba món này đối với tôi, anh em chúng tôi thì nó quá bình thường rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ tôi sẽ cho vào nhé các bạn ơi. Nước đã sôi rồi. Rồi thả vào đi em ơi. Rồi. Đó, mỏng tay đấy. Rồi các bạn ơi, giờ tôi sẽ cho vào nhé các bạn ơi. Rồi. Tôi đợi vung, tôi đợi vung lên. Thì sau khi đợi trứng khoảng độ 2-3 phút ấy, trứng nó khô trên bề mặt thì chúng tôi sẽ thả gọi là lạp xưởng vào đấy các bạn nhé. Tôi thấy là rau là cũng hành tây, tỏi tây chín rồi. Rồi thì chúng tôi sẽ cho cái... Các bạn ơi, các bạn thấy không? Chúng tôi làm 3 món quá là đơn giản các bạn ơi. Món rất là đơn giản mà lại rất là ngon luôn các bạn ơi. Đấy. Tốt. Cái này chúng tôi chưa cho ra đĩa mà các bạn nhìn thấy đã ngon đã đẹp rồi này. Nhưng mà quan trọng là hình thức thì nó đẹp rồi, nhưng mà quan trọng vẫn là chốc giám khảo thưởng thức gia vị của nó xem có vừa vặn không nữa. Thì hy vọng là chúng tôi sẽ là đội chiến thắng nhá các bạn nhá. Thì trong khi côn vẫn xào nấu thì tôi vẫn phải đề co các bạn ơi. Các bạn ơi, không thể nào thiếu đề co được. Quá đẹp luôn, cái xào của tôi các bạn ơi, gọi là quá đẹp luôn thật các bạn ạ. Mỹ miều chưa, mỹ miều quá mỹ miều chứ còn gì nữa. Ờ các bạn ơi. Ok chưa? Ok ok ok. Rồi các bạn ơi, vậy là chúng tôi đã xong nhá. Giờ chúng tôi đã đổ ra là đợi trọng tài vô chấm rồi các bạn ạ. Ui giời, quá đẳng cấp. Rồi để tôi đợi cô lại tí nữa. Sắp rồi, xếp lại cái này xinh vào. Đẹp chưa? Chưa các bạn ơi, nhìn quá là đẹp luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, chưa thấy một cái đầu bếp nào mà lại chế tạo các món đẹp như này các bạn ơi. Độc một món lạp xưởng mà ra bao nhiêu món này. Rồi đấy, các bạn thấy không? Giờ tôi sẽ bỏ ba thứ của tôi lên cho các bạn xem nào. Quá đẹp. Lạp xưởng sốt cà chua. Tốt. Lạp xưởng xào hành khành tây tỏi tây. Tốt. Lạp xưởng rán trứng. Ui giời. Rồi các bạn ơi, với ba món như này tôi nghĩ là đội tôi hôm nay lại chiến thắng, và đội trẻ không có cửa gì. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi giám khảo chấm điểm nhá. Rồi các bạn ơi, sau khi trứng chúng tôi nhìn thấy nó có một chút gì đó khả quan đấy các bạn ơi. Đó, bây giờ tôi sẽ thả lạp xưởng lên các bạn nhá. Đấy các bạn ơi. Bởi vì là chúng tôi không muốn cái lạp xưởng này nhũn quá các bạn ơi. Bây giờ là tôi muốn thả tầm này vào là đẹp nhất các bạn ơi. Đấy. Thả thì nó phải là đẳng cấp các bạn ạ. Nói chung là nó cũng không đẹp lắm, nhưng mà tôi cảm giác như món hấp cái này mình chẳng lẽ phải đảo cùng chứ hả? Không phải đảo cùng, để bên trên thôi. Để bên trên á? Để bên trên tí kẹo ăn với trứng à? Thế thôi, tí cắt ra, đó, như rồi. Các bánh trưng ấy. Ok các bạn ơi, như vậy giờ anh em chúng tôi đã đặt xong lạp xưởng thì chúng tôi sẽ đợi trong vòng một vài phút nữa thì anh em chúng tôi sẽ làm xong món thứ ba nhé các bạn nhé. Rồi các bạn ơi, thì sau một thời gian thì hai đội đã chế biến xong ba món với cái gọi là đồ ăn chủ đạo là làm lạp xưởng nhé các bạn nhé. Đấy, thì hình thức đây tôi nhìn qua hai bên làm khá là đẹp các bạn này. Đấy.
trông những hai bên kẻ quả 9 lạng người gần cân các bạn này. Đấy. Thì đầu tiên tôi sẽ chấm món đậu sốt lạp xưởng ạ. Đậu sốt lạp xưởng nha các bạn nhá. Thì về hình thức thì tôi thấy màu sắc là bên đội trẻ tôi thấy màu đều hơn, đậu dán đều đẹp hơn. Bên này thì đậu nhiều khi là trắng ẩn này. Đấy. Thì về hình thức thì tôi sẽ chấm bên đội trẻ là 5 điểm và bên đội già là 4 nha các bạn nhá. Ok. Thì bây giờ tôi sẽ nếm thử các bạn ơi. Tôi thế này cảm giác nó mặn. Không mở có chuyện mặn. Mặn anh em bên, mặn không mở mặn. Bên em nào lấu nó nhạt, bên em không thừa muối như bên anh. Bên em ở bên em không như anh Côn. Bên em không như anh Côn. Mặn nó trong dài tôi thấy lông mày không, nhíu xuống cái kia là mặn. Không mở có chuyện mặn. Rồi, tốt. Em phải nhút hết cái đấy cho đỡ mặn nó lấn sang bên lấn anh. Lấn cái gì? Bên anh các gì anh Côn mấy hôm anh Côn nó hết đâu. Đâu hết muối đâu. Nhìn này. Ui. Ui. Xúc lạp xưởng bên này lại vừa giòn hơn. Nhiều đậu sốt nhiều mà cả. Em mà dán ký thế này là khô khổ. Không, bên em không ký đâu, bên em chỉ màu này thôi nhưng bên trong vẫn còn trắng hỏn. Bên em có trắng hỏn. Bên em trắng hỏn. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi quyết định của trọng tài. Chờ đợi quyết định trọng tài, hôm nay tôi sẽ không ấy nữa. Rồi, trọng tài sau khi ăn kép thì bây giờ ăn sẽ ăn lẻ như bạn nhé. Ăn lẻ. Ăn theo kiểu đơn như bạn ơi. Mặn, đúng không? Không mà có chuyện mặn, bên em đấu nọng vừa. Không, mềm màu sắc đậm nhưng mà xúc xích nó không mềm như bên này. Tốt. Mềm hơn. Đấy. Bên này thái miếng to ăn nó sẽ mềm. Đúng, chính xác. Khô à? Nó bé. Rồi. Thái mỏng quá, rồi. Cá nó thành nó còn khô ấy. Rồi. Tôi nghĩ em phải tiếp nhận nhá em nhá. Em phải tiếp nhận. Nhưng mà bên tôi kiểu gì kiểu vẫn rồi. Tôi cứ tôi cửa nó ăn này. Đã gây ăn được, đã gây ăn được cái đồng tài rồi, em phải chơi thôi. Rồi. Nhưng mà kiểu gì kiểu bên tôi vẫn phải hơn nửa điểm, nên rất rõ ràng quan điểm của tôi. Không, gọi này thì bên này ăn ngon hơn, bên này hình thức đẹp hơn thì hai đội thôi đều chấm 9 điểm nhá. Tốt. Rồi, được. Thế nói thế nó cũng được. Bên kia qua vòng này cũng được là may mắn đấy. Rồi. Tiếp tục có đến món xào nữa các bạn nhá. Rồi, bạn ơi. Sao bạn nhìn đi, màu sắc bạn nhìn đi, bạn nhìn được cái gì không, bạn đã biết bên nào thắng rồi. Rồi bạn này, màu sắc thì tôi thấy là bên đội trẻ là hôm nay là hình thức có vẻ đẹp hơn nha các bạn nhá. Rồi. Đấy, màu sắc nó có hài hòa, có cả màu đỏ của lạp sườn, vàng của khoai tây. Đấy, màu xanh của hành nha các bạn nhá. Ok. Đấy, thì bên này màu sắc nó đẹp hơn thì tôi chấm sẽ đội trẻ là 5 điểm. Rồi. Đội già là 4 điểm. Bên này màu sắc bên này nó hơi khô rồi. Rồi. Đúng rồi. Nhìn nó hơi khô. Bạn ăn đi. Màu lạc xưởng, bạn đã nhìn màu lạc xưởng này em ơi, nhìn... đây là ướt là nó bóng ừ, nhấy này không, là mớ này các bạn ơi đẹp. Đây, đây các bạn ơi, đây các bạn nhìn đây anh cũng thế này. Không phải ướt, đây là bóng nhấy. Anh cô này nghe tài đi. Em ơi, em nhìn lại đi xem nó có bóng nhấy không. Bên này bạn ăn đi. Ướt nước, nghe tài. Xem có nhìn bóng nhấy không. Rồi, tốt. Thơm vừa, mặn. Không bị mặn. Mà hơi mặn mà. Đó các bạn ơi. Hơi mặn. Đánh người anh cô này đi. Cô lại đi bạn ăn cả kẹp luôn cả khoai tây cho tôi. Rồi. Ủa khoai tây. Em cứ ăn kép đi không tí em ăn đơn. Kép đơn thì nó cũng như nhau. Kép đơn nó như nhau thì bên anh ăn kép, tí bên anh ăn đơn ăn độc ăn hành không? Có thoải mái. Ăn hành không? Có em đi ăn hành em phải ăn lẻ ra chứ. Vừa chưa? Quá ngon luôn. Khô nhưng chẳng ngon. Chẳng ngon gì? Chẳng ngon gì? Nói to lên chứ em ơi. Nói to lên sao phải nói to lên. Mới được chẳng ngon mới được già bạn. Ôi là vừa đấy mà chả ngon được bây giờ. Đồ chả ngon. Đồ chả ngon, anh cô này tay bị lạ. Chả ngon này nè. Bên này vừa mặn. Đấy chưa, vừa mặn. Kết cấu này. Trừ đâm, trừ sâu cho tôi. Trừ sâu gì. Bên này 7,5. Bên này món này ngon, 10 điểm luôn. Quan nhá, bạn tính cái 2 điểm này để tí đỡ nhầm nào. Ok. 7,5 mới là 9 điểm. Rồi, 16 16 rưỡi. Bên này 19 điểm. Rồi, 19 điểm rồi. Món thứ 3 các bạn nhá. Rồi. Đây là món trứng các bạn ơi. Thì hai bên là một bên hấp, một bên rán thì nó đều có. Bên này là cái món gì đây? Không có món gì. Qua là hình thức thì thôi không phải nghĩ rồi các bạn ơi. Không bên không, bây giờ hai món nó khác nhau, một bên là cái hình thức rồi. Đẹp về rán, một bên hình thức đẹp về hấp. Hấp đúng rồi. Thì hai cái bên này nó không phải hấp thì nó như em nào? Hấp nhìn, thì nó chán các bạn này. Các bạn ơi, các bạn nhìn thế này mà vào hình thức đẹp đùa. Hấp thằng tái. Hấp thì nó chỉ như này thôi. Không phải hấp hay không, bạn em phải đề co. Không biết nhưng mà khoan, để em khoan để em né cãi nhau nhé. Cãi đi. Các bạn ơi, ban tổ chức thiếu trứng sao mà mỏng tang như này? Đùa chứ không phải tổ chức. Người ta cố tình làm thế, cố tình làm thế. Có nghĩa như này vậy nhá. Các bạn nhìn cái này này. Đây còn còn hấp nữa. Còn hấp thì nó là thế riêng thôi. Em phải hấp thì làm sao để cho đẹp được chứ. Hấp thì ra thì bây giờ
Không, bây giờ cứ nhìn vào phát bên nào đẹp thì bên anh ngọt không gây áp lực. Bây giờ để anh nghe tài. Ý anh bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào một cái rồi, món nào thì là, không. Nếu thì... mà nhìn tổng quan thì bên này nó đẹp thì bên này nhìn như kiểu pizza nó đẹp mắt hơn, nhưng bên cái đội này nhìn nó đẹp. Bên tôi đơn giản nhưng mà bên tôi cơ bản. Bên đây đờ cô đáng hấp là em phải lột ngược cái lại nó tròn cái này. Úp vào cái không biết đờ cô. Bên kia là không biết đờ cô à. Rồi bạn ơi, thì hình thức bên này tôi chấm bên này 5 điểm, bên này 4 nha các bạn nhá. Rồi, kém 1. Bây giờ ăn đi. Bạn ăn đi. Ăn bạn này trứng nào. Ui giời ơi. Trứng nào nó thật. Trứng nào như trứng nào em ơi. Bạn ăn đi. Cháu nói gia vị. Trứng nào cũng gia vị, trứng nào cũng như trứng nào. Tốt. Ăn thì bạn ấy miếng xèo của tôi không có chuyện sống ở đây. Chín 100%. Chín chưa? Mẹ bỏ sống đi. Ui giời. Quá đẹp luôn, màu tươi rồi giói này. Đùa chứ. Thế nào bạn ơi? Hôm nay bạn ăn nhanh không bạn cho tôi cái. Hôm nay bọn tôi không muốn. Vừa mà. Đấy, hai bên ăn ngon đều như nhau. Rồi, như nhau. Đấy. Bên này ăn nó nóng hơn. Đấy, nóng ngon. Nóng ngon hơn. Và bên hai bên là trứng đều là vị như nhau, không mặn, không nhạt, đều ngon. Rồi. Thì bên này tôi sẽ chấm là 9 điểm và bên này 8 điểm nha bạn nhá. Đấy. Tổng kết đi. Tổng kết là bên già thua 1 điểm. Bên già thua 1 điểm. Đấy. Bên kia món kia 10 điểm rồi. Không, bên anh ngoan rồi, bác ơi bác ăn thử. Yêu ơi. Không tin lắm. Tôi không tin gì thôi. Nghe tài. Thôi trọng tài nghe tài đi. Nhưng mà trước khi vào trận đấu thì tôi có nghe Hưng à. Phòng ơi, bạn chấm thế nào chấm thì tôi từ đầu đến cuối là tôi chưa thắng rồi đấy. Không, nhưng hôm nay bên này ngon, ăn ngon hơn. Không, như em có xác nhận là Hưng nói thế không? Khoai tây mặn đi Hưng ơi. Không ngờ mặn nhanh lúc nào ấy. Bây giờ các bạn ơi, mặn thật. Đối thủ chấm điểm đến lúc nào chẳng muốn đánh đồng chúng tôi thua các bạn ơi. Quyết định nghe tài hôm nay đội thắng 1 triệu đâu. 1 triệu rồi. Các bạn ơi, như vậy thì đội trẻ cuối cùng sau bao nhiêu tập thì đội trẻ ngày hôm nay cũng đã chiến thắng một tập nhá. Đấy thì 1 triệu đồng thì tôi sẽ tặng cho đội trẻ của trọng tài thì thôi hả? Phòng có 300 vừa tao chúng tôi bách được phòng 300. Đấy. Phòng. Cái này làm gì có vị gì nhá. Rồi đây. Tôi không nghe khiếu nại của đối thủ bởi vì đối thủ này. Bạn này đối thủ nào chấm chúng tôi. Cái này mạnh anh bảo rồi em trong cái này. Em không nghe ý kiến của anh Tôn. Em không nghe ý kiến của anh Ngọt. Được anh thử xem. Em không nói nhiều. Ăn cái đấy xong anh cứ ăn đi. Em không nghe ý kiến của anh. Em không nghe ý kiến của anh, anh nghe ý kiến gì, anh nói gì bọn tôi không nghe. Bởi vì chúng tôi giành chiến thắng rồi. Chúng tôi nghe trận đấu nó xong rồi thì chúng tôi chỉ phản biện thế thôi các bạn ạ. Đấy. Đây là một video cũng rất là thú vị nhá. Đội trẻ cuối cùng hôm nay bao nhiêu ngày thì cũng thắng được một trận. 1 triệu thì tí nữa tôi sẽ banh cho Hiếu với Hưng. Cái trọng tài xong rồi. Tôi cho khoảng 300. Nếu các bạn thấy video này hay đăng ký kênh, like, chia sẻ và muốn anh em tôi thực hiện vua đầu bếp ở món gì comment nhá. Một lần cảm ơn tất cả xem video. Xin chào. Bye.